Tiệm ăn vặt Sói Ca, cùng ăn cùng đá FIFA, lên răng phà phà luôn. Hiện tại đã có mặt tại Shopee, các bạn có thể đặt hàng, link dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Chơi World Cup free, đá F4 đi để nhận hàng triệu những phần quà độc quyền tại worldcup.f4.garena.vn. Ok, ngày hôm nay mình sẽ test thằng này, Real Madrid mát binh nhất có thể rồi. Thằng này là mát binh nhất có thể rồi. Chứ đặt cái kia lên 5 thôi. Tính mua con Eden Hazard cộng 5 nữa nhưng mà không ai bán. Không ai bán. Anh em nào có Eden Hazard cộng 5 đăng lên thị trường chuyển nhượng cái đuốc liền luôn á. Cảm ơn em rất nhiều nha, 422 STC với Real Madrid. Đây chứ đơn đội này có thể copy nha khi cần nha. Cài đặt AI hình ảnh. Tất cả từ chỉnh tùy chỉnh chạy nhanh đây. Xoáy chơi hỗ trợ kỹ thuật xuống và lên đầu. Chạy nhanh rồi hỗ trợ kèm tốc độ thủ tắt bóng. Ok. 4-1-2-3 mới đám bữa hôm qua hay vậy, hôm qua mới đám 4-2-3 rồi. Có 2-1-1 đi, có 2-2 đi. 2-2 đi. Đội này chắc là con kia chắc 10-0 quá. Đây tôi là con kia chắc 10-0 quá ta. Tội hôm nào gặp đội hình này quá vậy. Đội mạnh quá mà. Lewandowski em 2 tiền em 2 test. Thì team Real là liên quan tới Lewandowski đâu. Team Real nữa. Và nếu còn Thanh Hòa nên em nhớ đặt hàng tại ăn mặc Sói Ca nha mọi người nha. Bắp rang, dao chiên giòn, rất nhiều món. Có link Shopee phía dưới phần mô tả nữa. Và em có thể inbox Facebook của mình cũng được. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Ăn mặc Sói Ca, vừa ăn vừa đá FIFA. Chỉ 30k. Team này là do ông kia chắc khóc thét á. Dấu tên 054 đã bị scan 10.000 đồng. Mới nhắn tin đặt đồ ăn vặt đó nha. Hát Vinh Nguyễn N. À cảm ơn Vinh Nguyễn nha. Ok ok. Ok anh em chờ tí nha. Chờ tí để hết trận tôi bếp. Cảm ơn em rất nhiều. Đội với bác Khâm. Đội này chắc 10-0 thì anh em à, đội mạnh quá mà. Đội rút tạc là vô luôn rồi, chạy pha này không lẽ không vô. Pha này không lẽ không vô, nhìn chạy là biết vô ngay à. Đội rút tạc thì quá bá rồi, đội rút là một trong những năm đội rút tạc hay nhất game này. Tiền ra đã sướng quá à. Đá mấy team mà full AI chuẩn như thế này, nhìn đá đã. Team này chỉ còn truyền là dính suốt là vào, khó khăn rồi đâu. Truyền đường nào cũng dính hết trơn, suốt đường nào cũng vào. Ít bị handicap nữa, mấy team lời ít bị handicap á. Ôi họ vô luôn hả Hảo Seva lần rồi với Lewan 2 test ăn ngon hơn. Vung Seva. Seva ngon hơn. Anh mình để camera F7 anh nè. Camera F7 be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. Nhìn đợt dễ đáo á, truyền là có người truyền là có anh luôn á. Đừng không kia đừng có ao đâu, biết tôi ăn được bao nhiêu bàn luôn á. Ông kia không ao là tôi ăn chắc phải 10 bàn. I create my own lane, making pleasure out of pain, đội này mắt bên hơn nữa xúc luôn con Varane. Varane best world cup với lại con Ramos best world cup nữa nó mắt bên luôn á. Hay mua cộng 3 giờ đá thử ta, ráp vô Real cho mắt bên luôn. Mượt ha, mượt ghê luôn á chứ. Trời, chị ba mới dưới ba. Gì vậy? Khỏe à? Vui thôi. Đã vui rồi, đó anh em. Nóng quá mà. Anh em nóng quá mất gì chửi tôi. Okay, I'm going off every
every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why cộng lên. Mới vừa bốn giá anh em cộng nó cộng lên à. Rồi, kìa, cỡ nào tới người. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots if I miss off. Forget it, I'll take a back. Figo, chào Figo tạc nữa chứ. I'm taking snapshots, learning how to fall. Figo tạc, trời ơi. Ngon ha, con nào cũng ngon hết chứ. Figo tạc. Bách chăm đê. Cờ rút truyền, cờ rút tạc, cờ rút ghi bàn. Cờ rút Rian chất lượng ha. Cờ rút Rian nhìn chất lượng ngay à. Thích cờ rút Rian ghê đó. Cờ rút Rian chạy rồi. Cờ rút Rian. Chào cú sút trái coi. Ồ. Ồ, cú rút tạc. Ừ. Nhìn mũi đính quá vậy. Anh ghi được bàn rồi đó, tôi thả lại cho ông bàn đâu gì nữa. Rudiger này không ngon đâu. Rudiger Spotlight này không ngon đâu, đổ Rudiger World Cup á. Rudiger Spotlight này nó phải cũng chậm á. Chắc ngon hơn. Rồi ráng bàn ở đây wipe 2 đó, đủ 10 bàn. Một ráng bàn nữa. Một ráng bàn nữa nha, bàn ở đây. Bàn ở đây wipe 2 lấy 10 bàn. Bàn nữa đi. Hay bạn tính vào game giải trí. Đi gặp nghe tốt mùa. Hãy ok, 2-5 bàn, đừng ngao nha, đá đi, đừng ngao. Đá đi. Vui mà. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working. Thôi 5 bàn rồi, mai này 1-5 bàn rồi anh em ạ. 5 bàn rồi. Bàn cũng ao á. Thì mời qua 2 ăn. Qua 2 ăn. 5 bàn rồi. Ok, 2-5 bàn nha. Thế một tôi làm bàn nữa là ao đó. 6 bàn một thì nó nặng quá. Cho tao thêm bàn thôi, cho bàn được rồi. Đúng lý tôi thắng 10-0 chứ mà cho lại 1 bàn. Thả lại 1 bàn, hồi nãy tôi vô 1-0 nữa là 1 bàn động lực một điều đó. Ai biết không tạc thôi cho bọn Cruz đánh đầu. Cruz Rian. Thôi chết. Xui vậy. Ôi ôi Cruz tạc. Cờ rút tạc. Đâu à. Benzema 4 bàn luôn. Benzema Rian này ra. À nhớ hồi ấy vậy. Trời ơi vậy. Thôi ấy vậy đè pressing không chịu nổi đâu. Tôi không đá bình thường nào. Pressing không nổi rồi. Pressing không nữa không thở luôn á. Tìm chúng Rian đã ha. Hùng mạnh vậy. Nào rồi, buồn vậy. AFK luôn. AFK luôn em à, buồn quá vậy. Trời ơi, AFK luôn rồi, bạn buồn. Bạn buồn với AFK luôn, trời ơi. Thôi tôi làm trong bàn có 7 bàn. Bạn AFK kìa bạn, tôi muốn 10 bàn. Buồn AFK luôn rồi, tại cái banh này 60% vào là Cruz tạc là khả năng vào cao lắm. Ao luôn rồi, buồn quá vậy, trời ơi. 6 hộ AFK luôn, ao luôn. Thương lắm.